Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của em. Trong cái bản tin ngày hôm nay, nóng nha cô chú anh chị ơi, cực kỳ nóng luôn. Đó là cô Nguyễn Phương Hằng vừa bị tố cáo nha cô chú anh chị ha. Chú Huỳnh Uy Dũng thì bị cho rằng là dùng tiền để mà điều khiển công an ở Bình Dương, điều khiển công an thành phố Hồ Chí Minh để mà chạy tội cho CEO Nguyễn Phương Hằng. Và đặc biệt là chú Dũng tuyên bố rằng á là sẽ bán hết tài sản để mà lo cho cô Hằng ra tù đó, nên cô Hằng mới ra sớm. Và cái sự việc nó như thế nào á thì Tiến sẽ chia sẻ đến cho cô chú anh chị trong ngày hôm nay nha cô chú anh chị ha. Ghê quá, căng quá cô chú anh chị ha. Nhưng mà trước hết đến tới cái bức tâm thư và cái lá đơn đó đó thì em muốn chia sẻ cho cô chú anh chị. Cô Nguyễn Phương Hằng chưa có làm từ thiện nữa là đã có một số những cái ý kiến rồi cô chú anh chị ha. Về cái cô mà Trang Vina đó thì cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng sẽ dùng bịch đen để mà gì đổ tiền vô đó lấy đi thì ai biết. Còn thằng Thám Tử Cao á thì nó cho rằng á, là bà Nguyễn Phương Hằng nên tổ chức đấu giá tài sản để mà gì quyên góp cho nó mới đúng. À, còn một số cái như Đinh Lan này kia là tại sao không dùng tiền mình hứa 200 tỷ rồi, tại sao không dùng 200 tỷ đó đi cứu trợ bà con ở ngoài miền Bắc mà phải quyên góp, rồi ai sẽ là người kiểm đếm và bà Nguyễn Phương Hằng sẽ lấy cái số tiền trong đó để bù lỗ cho Đại Nam, một ngày là 500 triệu, 4 ngày là 2 tỷ, căng không, ghê không cô chú anh chị đó. Nhưng mà em nói cô chú anh chị nè, hình thức á, mà giúp đỡ cho bà con ở ngoài miền Bắc á, có rất là nhiều cái. Thứ nhất là chúng ta có thể mà chuyển tiền trực tiếp qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Hai là chúng ta có thể nhờ người khác để mà ra đó giúp đỡ tùy theo cái mức độ tin tưởng của mọi người. Cô Nguyễn Hoàng và chú Huỳnh Uy Dũng cũng đã quyên góp ra ngoài đó, cũng đã chuyển 5 tỷ đồng cho Mặt trận Tổ quốc ngoài đó rồi. Nhưng mà cô và chú muốn làm thêm điều cái giúp đỡ cho bà con ngoài đó nữa. Bằng hình thức là sao? Thay vì cô chú anh chị đi chơi Đại Nam đúng không? Là chúng ta phải tốn tiền mua vé vào những khu trò chơi. Mà sẵn nói đây luôn nè, Đại Nam từ lúc tới giờ là mở cửa miễn phí, không có tốn tiền vào. Nhưng mà khi anh chị đến đó chơi trò chơi, giống như vào biển tắm nè, một người cũng là 100 mấy đó, rồi đi vườn thú cũng mấy chục trăm ngàn, rồi chơi đua xe này kia, hoặc là vô 18 tầng địa ngục này kia cũng tốn tiền. Nếu mà chơi hết những cái trò chơi trong đó em nghĩ là cũng phải vài triệu một người đúng không? Nhưng thay vì cô Nguyễn Phương Hằng lấy những cái tiền bán vé đó để mà giúp đỡ cho bà con ngoài đó thì tụi nó cũng sẽ cho rằng lợi dụng bà con ngoài đó để mà bán vé kêu gọi cho Đại Nam này kia kiếm lời. Còn lần này không cô chú anh chị, cô Nguyễn Hoàng mở cửa miễn phí 4 ngày chủ nhật nha cô chú anh chị ha, từ 8 giờ sáng cho tới 22 giờ đêm là tất cả những cái trò chơi trong đó cô chú anh chị vào đây chơi á sẽ được miễn phí hoàn toàn luôn đó. Mà vào đây chơi xong á, số tiền nó miễn phí rồi, giả sử như mình còn dư tiền á, giả sử mình có 50, 100 ngàn, thay vì cái tiền đó mình mua vé mà bây giờ mình muốn là ủng hộ cho bà con ngoài đó để mà vượt qua khó khăn thì mình cùng chung tay với Đại Nam. Cái này không phải là cô chú không, mà tất cả những nhân viên Đại Nam và những ai muốn giúp đỡ cho bà con ngoài đó thì có thể bỏ vào thùng tiền đó. Giả sử như cô chú anh chị ngày đó đi chơi 1 triệu đi, thì bây giờ mình giả sử mình dính lại 50 ngàn, 100 ngàn mình bỏ vô đó để mình giúp đỡ bà con ở ngoài đó, vui không? Cái tạo điều kiện cho tất cả mọi người luôn, vừa vui chơi vừa giải trí mà vừa có cơ hội để giúp đỡ luôn. Còn em nói thật sự chuyển khoản á, giả sử như những cái cô chú như có những hoàn cảnh khó khăn đây, những người già đi, người ta đâu cần chuyển khoản đâu, sao người ta chuyển được, thì người ta cũng đến đó để người ta có thể vui chơi nè, gặp gỡ giao lưu với cô Nguyễn Phương Hằng nè, thay vì tốn tiền mà thôi vì cái tiền đó thì người ta chích ra một phần để mà giúp đỡ cho bà con đó, thì tất cả mọi tầng lớp từ những người nghèo đến những người giàu luôn, ai muốn giúp đỡ cũng được đúng không cô chú anh chị? Đây là một cái rất là tốt và một cái điều mà CEO Nguyễn Phương Hằng khi mà vừa trở lại đã làm. Chúng ta thấy rằng á, đó là gọi là cái điều mà chúng ta thấy hoan hỷ và muốn cho bà con ở ngoài miền Bắc sẽ được nhiều hơn, nhiều người hỗ trợ giúp đỡ để có cuộc sống khấm khá hơn sau trải qua cái cơn bão số 3. Đây là một tinh thần rất là cao đẹp, nhưng mà vào mắt của những con người mà ganh ghét, ganh đua, đố kỵ, họ đặt ra cô Nguyễn Hằng lấy bịch đen. Trời ơi, em phải chửi một câu là lấy bà nội nó chứ lấy. Em nói thiệt chứ cô Nguyễn Hằng bỏ ra 5 tỷ mà nó cho lấy bịch đen vô để mà mở cái thùng tiền đó ra để mà lấy số tiền trong đó, không lẽ lấy vài chục triệu lấy làm chi? Mà cô Nguyễn Hằng và chú Huỳnh Uy Dũng là ủng hộ suốt từ nhiều năm nay, mười mấy năm nay rồi, không phải là riêng cơn bão này mà ủng hộ xây cầu đường rồi làm cái này làm cái kia rất là nhiều cái cô chú anh chị.
Số tiền phải bỏ ra là vài trăm tỷ rồi, chứ không phải là cần mà phải lấy vài chục ngàn, vài trăm ngàn này, hay là vài ba chục triệu này để mà làm giàu được đâu, để mà bù lỗ đâu. Em nói cô chú chị, giả sử như cô chú chị đi chơi đang đây một ngày 1 triệu đi, thì cô chú chị cho có thể là mình chích cho đó 50% hoặc là 200, 500 thôi, chứ đâu em nói thật sự tới số tiền mình đi chơi lúc lúc nào nó cũng nhiều hơn là số tiền mình quyên góp hết trơn. Nói thiệt chứ ít có ai mà bỏ ra sự đi chơi 1 triệu mà thay vì đó là bỏ vô quyên góp 5 triệu 10 triệu đâu, ít lắm. Thật sự có nhưng mà rất là ít đó, bởi vì mà cô Nguyễn Hằng cũng không đến tệ để mà lấy bọc đen để mà lấy cái số tiền đó. Mà yên tâm nha, trên cái thùng quyên góp đó có niêm phong của cơ quan chức năng nha, niêm phong nha, cái con nào nhà nào mà nói gì đó thì ra lên đó coi sơ có hay không. Hay đề xuất ha, Đại Nam bây giờ đang đề xuất là cho ba mẹ con của con Đinh Lan đó, hoặc là con Trang Vina, hoặc là thám tử đó, đó lên đó để ôm thùng tiền giữ, live stream thùng tiền để canh giữ ở đó, để cho khỏi mà bị người ta khác lấy, đúng không cô chú anh chị đó. Quý vị thấy đi, những cái đoàn thể trường học này kia khi mà giúp đỡ cho bà con ở ngoài miền Bắc đó, người ta cũng tổ chức giống vậy đó, có khác gì đâu. Tại sao người khác làm được mà Đại Nam làm thì không được? Ủa những người khác tại sao mà không bị chỉ trích mà lại Đại Nam khi mà làm, cô Nguyễn Hằng khi mà làm thì lại bị chỉ trích, trong khi đó Đại Nam đã bỏ ra 5 tỷ rồi nha đó. Mà tụi bay lên tụi bay chỉ trích, nhớ như thế này nè, cái số tiền đó nằm trong cái thùng đó là được niêm phong lại, thằng nào dám mở cái đó, mở cái đó là cơ quan chức năng hốt còng cái đầu mày lên. Cái thứ hai là có sự giám sát của cơ quan chức năng. Cái thứ ba, lưu ý là cái thứ ba là cái quan trọng nhất nè, là có camera quay lại. Camera là không không có nói mà gọi là 24 trên 24 thì ai mà dám lấy hả? Có ai ngu dại gì bỏ danh tiếng, cô Nguyễn Hằng có ngu dại gì bỏ danh tiếng để mà đi lấy cái số tiền đó để mà bị người ta nói hay không? Trời ơi, tiền ra tiền tỷ đó. Còn nhiều người nói tại sao không đấu giá hột sòn hay bán đất này kia, ủa người ta đã giúp 5 tỷ rồi thì bây giờ người ta mở cái những cái hoạt động khu vui chơi ra để cho mọi người có thể đến đây chơi, có thể trải nghiệm những dịch vụ của Đại Nam mà không tốn tiền. Một ngày chi phí là bao nhiêu của chú anh chị, thì cũng giống như là cô Nguyễn Hằng đã bỏ tiền túi rồi, còn giúp nhiều hay giúp ít gì đó tùy lòng người ta, đâu phải là lúc nào cũng phải bán hết tài sản hay bán hết những cái gì có giá trị trong người mình để giúp hết đâu, có ai mà làm được vậy. Mà tụi bay lên tụi bay nói là phải đấu giá này kia, trời ơi, em nói thiệt chứ cô chú anh chị, giúp sao cũng giúp. Cô Nguyễn Phương Hằng không bao giờ mà gọi là tẩy chay cái việc mà từ thiện hay kêu gọi từ thiện. Cô Nguyễn Phương Hằng chỉ yêu cầu là minh bạch rõ ràng khi mà kêu gọi từ thiện, minh bạch rõ ràng là khi mà mình làm cái gì mình sao kê minh bạch rõ ràng. Cô Nguyễn Hằng vẫn khen đó, vợ chồng Lý Hải Minh Hà Quyền Linh đó làm công tác từ thiện rất là tốt đó. Tại giờ tới lúc mà cô Hằng lên chỉ trích một số những nghệ sĩ đó vẫn khen đó, mà bây giờ lúc có cô Hằng họ vẫn làm, lúc không có cô Hằng họ vẫn làm, tại vì họ là những người con người minh bạch, những con người rõ ràng, khi làm thì người ta đâu sợ. Còn những con người mà dối trá giống như cô Thủy Tiên rồi anh Đờn thì mới không dám sao kê thôi, chứ những người khác người ta vẫn làm bình thường đó. Những con người mà có dấu hiệu mà giấu giấu giếm giếm đó, mờ mờ ảo ảo đó, thì mới không dám, mới gọi là ghét mới lên nói tẩy chay, chứ ai mà tẩy chay những người đi làm từ thiện, đúng không cô chú chị đó. Bởi vì bởi vì thấy không đó, bây giờ cô Hằng làm chưa làm nữa mà bây giờ nhận đơn rồi cô chú chị, bây giờ chưa làm nữa mà bây giờ nhận đơn rồi, 29 tháng 9 này mới bắt đầu mà bây giờ đã ăn đơn của cô Đinh Lan rồi cô chú chị. Còn thậm chí là lần này là cổ còn quá đáng hơn nữa, là cổ nói rằng là chú Huỳnh với Dũng là dùng tiền để mà điều khiển CA nữa cô chú chị, quá quá ghê. Và cô nói như thế nào nha, cái lá thư này gửi đến bác Tô Lâm cho cô chú chị, cô Hằng chưa làm nữa rồi nên bị ăn đơn rồi. Thì viết như thế này: tâm thư Đinh Lan gửi cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào sáng thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2021. Bây giờ tâm thư cũng đem lên mạng gửi trước ha cô chú chị, giống như là biết trước thời gian để gửi đó. Mà nó hôm nay là mới có 26 à, mà là gửi trước 30 rồi đó, 29 cô mới xuất hiện. Tôi Đinh Lan chấp nhận hy sinh để tố cáo vợ chồng Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Thị Dũng. Trời, làm gì hy sinh ghê vậy, hy sinh là mấy năm nay hy sinh rồi, chẳng ai làm gì cô, nhưng mà phải gọi là hy sinh. Cô không đụng chạm tới người ta thôi chứ hy sinh cái gì, cái mạng của cô có cái giá gì đâu mà mày đặt hy sinh, đúng không đó. Đã cái gì, ông Huỳnh Thị Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã huy động từ thiện bằng hình thức nộp trực tiếp tại khu du lịch Đại Nam sẽ có hàng ngàn tỷ đồng không được kiểm soát, hàng ngàn tỷ đồng không được kiểm soát. Tại sao không được kiểm soát hả?
Bây giờ người ta đến đó người ta bỏ tiền vô trong đó nè ha. Đại Nam không nhận chuyển tiền qua số tài khoản, cô Nguyễn Hằng cũng không nhận chuyển tiền qua số tài khoản và chỉ nhận trực tiếp ở đó đó. Ai có bao nhiêu thì gửi vô đó bao nhiêu, hoặc là có tiền thì gửi vô mặt trận Tổ quốc sau hàng ngàn đồng. Chờ chưa quyên góp nữa, nói là Đại Nam gì ế này kia, cô Nguyễn Phương Hằng là đại gia dởm này kia, làm gì có tiền làm gì giàu, mà cô Nguyễn Hằng vừa hô hào lên cho nó có hàng ngàn tỷ đồng, ghê thiệt chứ. Chưa vậy trơn nó biết Đại Nam lỗ ngày 500 triệu luôn à, cô Nguyễn Hằng phải là mà gì lấy tiền đó để bù lỗ vào, ghê thiệt chứ. Không được kiểm soát, tại sao mà không biết được kiểm soát, hay là ba mẹ con mày á, hay là mày á, mày đến trên Đại Nam mày lại cái thùng tiền đó mày quay live stream đi. Nhiều khi mày lại đó mày live stream đi là nhiều khi là Đại Nam mà tưởng đâu là thú, tao nhốt vô chuồng thú chung đó. Rồi ta chưa làm nữa, sao biết không kiểm soát, chừng nào mà bà Nguyễn Hằng làm không rõ ràng đi, rồi tụi mày lên. Giờ ta chưa có làm nữa, mà tụi mày nói là không rõ ràng rồi, mà hàng ngàn tỷ nữa, ghê thiệt chứ. Tiền đó sẽ rơi vào túi của Nguyễn Phương Hằng, à, Huỳnh Uy Dũng trước tiên, ghê hàng ngàn tỷ đồng. Trời ơi, em nói thật sự một cái người mà kêu gọi được hàng ngàn tỷ đồng là em nói thật sự là phải ghê gớm lắm. Em nói thiệt, tiền đâu phải lắm ít đâu, tiền đâu phải đi lừa đảo người ta đâu, kêu gọi là hàng ngàn tỷ đồng. Giờ em chưa thấy cá nhân nào mà kêu gọi mà được hàng ngàn tỷ đồng, thậm chí nhà nước quý vị thấy không, mặt trận Tổ quốc đó kêu gọi cũng được cái vài trăm tỷ đồng mà cô Nguyễn Hằng kêu gọi có 4 ngày hàng ngàn tỷ đồng. Mày nói chuyện mày không mang nhục hả Lan hả? Vụ án Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm tiến hành các thủ tục giám đốc thẩm tại tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội. Trời ơi, đồng phạm Nguyễn Hằng sẽ tiếp tục. Ủa, giám đốc thẩm hồi nào, ai thông báo cho mày là giám đốc thẩm? Ủa mày giám đốc thẩm mà tại sao để thả nạn nhân, thả quên thả cái tội phạm ra? Trời ơi, tính ma mị người ta hả, tính ma mị người ta nữa hay gì mà đòi giám đốc thẩm nữa đó, hay là muốn ăn tiền? Bữa hổm là kiện để mà kêu cô Hằng bồi thường với số tiền như đó vài tỷ đồng đó, không được giờ nó muốn ăn dạ nữa hay gì mà giám đốc thẩm? Người ta có nhà nước, người ta còn làm những cái việc khác nữa, còn xử những cái vụ khác nữa, ai rảnh đâu xử cái vụ của cô. Trời ơi, em nói thiệt với cô chú chị, một cái người mà không giàu không tiền không có địa vị xã hội mà làm giống như là mình là cái gì vậy, mà người ta phải ưu tiên giải quyết cho vụ việc của mình đó, không xử lý mà cô Nguyễn Hằng ủ tờ 2 năm mấy hả? Trời, người ta ra cũng được không được yên nữa, người ta ra mày cũng đòi bắt vô bỏ tù, đúng lẽ mày muốn chi cùng nổi tặng, muốn giết tiệt người ta, mày muốn tụi mày mày muốn mày hạ lòng hả? Trong khi người ta có nói có vài video về về con Đinh Lan này, mà nó nói thật sự ra cả hàng trăm hàng ngàn, phải tính là hàng ngàn cái video, hàng ngàn cái bình luận để mà xúc phạm rồi. Cô Nguyễn Phương Hằng mà không có lòng nhân từ á, không tha cho mày lần trước á, thì đợt này mày cũng ủ tờ chung với con Hằng Ni rồi, sợ chưa ra nữa đó, mà giờ này còn lên tố cáo người ta nữa. Tôi là một người dân bình thường bị chà đạp bởi tổ chức, à, đây không có tổ chức nào trơn đây à, đây là cá nhân, mỗi cá nhân bị xúc phạm ta thì ta xúc phạm lại thôi chứ không có tổ chức nào đây nha. À, cực kỳ tàn bạo của vợ chồng Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng. Cực kỳ tàn bạo là sao? Người ta 2 năm mấy nay chú Huỳnh Uy Dũng có lên nói gì cái cô Đinh Lan này không? À, cô Nguyễn Hằng có lên nói gì cô Đinh Lan này không? Mà nói là của vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, bây giờ mày đi té cái mày cũng đổ thừa là ông Huỳnh Uy Dũng gì đẩy cục đá ra cho tôi té hả? Bà Nguyễn Hằng đẩy cục đá cho tôi té hả? Không xử lý bất cứ YouTuber nào của Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng dù bọn chúng lộng hành. Trời, mình lên mình tấn công người ta, ta lên ta phản pháo lại xử lý cái gì? Hai vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng đã dùng tiền của mình để điều khiển. Em mong các cô chú anh chị chia sẻ cái lớp này, cái clip này nha, và nghe cái khúc này này nha cô chú anh chị ha. Là cái cô Đinh Lan này nói như thế này, là ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng tiền của mình để điều khiển, cái chữ điều khiển ở đây hả, CA tỉnh Bình Dương và công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tôi vào ngày 23 tháng 7 năm 2021. Ủa, nếu bắt Đinh Lan sao Đinh Lan còn ở ngoài với Đinh Lan hả? Trong vụ án Đinh Lan là chủ mưu cho Mai Xuân Cường bắt cóc con trai của họ Huỳnh Hằng Hữu, và ngày 28 tháng 2 năm 2023 Đinh Lan bị đồng phạm với gì là đồng phạm với Hằng Ni, tội 331 Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Hy Dũng. Ở Việt Nam là đất nước có pháp quyền, nhưng hai vợ chồng Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Hy Dũng cùng 35 YouTuber ngang nhiên tấn công tôi và làm nhục tôi tới hơn suốt 3 năm trời không được giải quyết. Ủa, tại sao những người khác người ta không làm nhục mà cô định làm nhục? Cô lên cô chửi người khác thì đâu phải là cô chửi người ta, cô có quyền chửi người ta không cho chứ à? Tôi hỏi nè, trong 2 năm mấy nay, 3 năm nay, có ngày nào mà cô không lên chửi cô Nguyễn Hoàng không?
Một năm có 365 ngày, 3 năm là cả ngàn ngày. Một ngàn ngày qua, cô có ngày nào cô không lên chửi YouTuber này, cô không lên chửi cô Nguyễn Hoàng không? Đó. Thậm chí những cái người bây giờ người ta nghỉ làm YouTuber luôn rồi. Đó mà cô vẫn đem lên, thậm chí là có người ta đang ở ở tù chưa ra nữa kìa, cô vẫn đem lên cô chửi. Và cô ra cô bị tấn công là tấn công như thế nào? Đúng không? Bà Nguyễn Hoàng tuyên bố lấy tiền che thân và ông Huỳnh Thi Dũng tuyên bố bán hết tài sản lo cho vụ cho vợ chồng, lo cho vợ từ khi vụ án đang giám đốc Thẩm. Ông Huỳnh Thi Dũng nào tuyên bố là dùng tiền bán hết tài sản, bà Nguyễn Hoàng nào tuyên bố là lấy tiền che thân? Mày đem video clip đó ra, lời đó ở đâu ra? Hay là lời bịa đặt vậy thấy không? Bịa đặt vu khống trắng trợn luôn vậy mà chưa bị xử lý. Đây là thật sự, đây là gọi là thấp mục nhọt của xã hội. Nếu mà không xử lý cô Đinh Lan này thật sự ra rất là nhiều người, người ta sẽ rất là bức xúc nha cô chú anh chị ha. Ra tù nhưng Nguyễn Hương Hằng hoạt động tinh vi hơn để cho 35 YouTuber tấn công tôi nhằm tống tôi vào tù để thả bị cáo Võ Minh Điền. Cái câu chuyện của Võ Minh Điền là cái câu chuyện đó là gây rối mất an ninh trật tự. Sao mà dùng tấn công cô để thả? Cô đâu phải có gì đâu mà thả. Cô cũng không phải là Võ Minh Điền ở tù vì cô nữa. Sao thả? Tấn công cô là gì? Cô là chánh án hả? Hay là cô là tòa án? Hay là cô là công an? Mà phải tấn công cô thả. Người đã nhận lệnh Nguyễn Phương Hằng ngày 9 tháng 2 năm 2022 đến nhà tôi tại Gò Vấp đánh tôi vì đã tố cáo Nguyễn Phương Hằng. Nhưng đánh nhầm chinh gì? Là chị tôi thương tật 20%. Nói cho nghe luôn nè. Cô thiếu nợ người ta đến đòi, người ta yêu cầu cô lên cơ quan chức năng để mà giải quyết cái số tiền. Nghĩ sao cô chú anh chị, lãnh cái nhà của nó, làm cho nó để nó kinh doanh, nó buôn bán, nợ trăm mấy chục triệu, trăm lẻ mấy triệu à. Mà nó không trả, hẹn năm này qua năm khác, chủ nợ ta tức quá. Người ta đến đây đòi nợ, người ta dâng bông gôn. Cái là nó lên, nó đổi thừa cho là bà Nguyễn Phương Hằng. Ông tội nghiệp cho người ta, cô chú anh chị, tội nghiệp cho anh Thịnh. Làm không có bao nhiêu tiền hết, không lời được bao nhiêu hết mà nợ 2-3 năm trời. Đó, xong rồi bây giờ nó còn gài người ta để mà người ta ủ tờ tan nhà nát cửa. Một con người thấy nói thật sự quá trời khốn khiếp, phải dùng con người mà quá trời tàn ác. Mà bây giờ nó còn đổ lỗi gì, nó đổ lỗi cho bà Hằng. Nhưng bây giờ nó thiếu nợ ngân hàng đòi tiền, nó cho là lính của bà Hằng đến đòi. Đó, công an đến đây để mời nó điều tra, hợp tác điều tra, nó cũng cho là dạng như lính bà Hằng mời đến đây. Rồi bây giờ giả sử như là cái người mà ngồi trong cái tiệm nước đối diện nó cũng cho là lính bà Hằng nữa, mà trong khi bà Hằng không có lên tiếng, cũng không có ở ngoài đang chịu chấp hành án mà cũng là lính bà Hằng nữa. Bây giờ người ta vừa vô người ra vừa ra tù, người ta về ta đi làm thôi, nó cũng cho là hành động tinh vi để tấn công nó. Nó làm giống như là nó là tỷ phú hay là nó là siêu sao hay là có cái gì là hot trên mạng lắm, tấn công nó sẽ được gì. Ta hỏi nè, giờ bà Hằng tấn công được gì đó, đúng không? Suốt 3 năm trời tôi đã thu thập chứng cứ phạm tội của hai vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Duy Dũng cùng 35 đồng phạm, nhưng mọi việc đều im lặng, bởi nếu khởi tố 35 YouTuber này thì sẽ khởi tố hai vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Duy Dũng với vai trò đồng phạm và đã xúc phạm người khác phạm tội. Tôi Đinh Lan xin Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Nguyễn Huy Tiến, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, hãy vào cuộc trả lại công bằng cho tôi Đinh Lan, cho chị tôi bị đánh thương 20% và cho ba mẹ tôi gần 80 tuổi của tôi hàng ngày bị bọn nó tấn công, vu khống, làm nhục cùng với tôi tại nhà và trên mạng của những YouTuber như sau. Đó, liệt kê 35 người ra, nói thật sự ra. Em cũng mong đó, mong những người này vào cuộc đó, vào cuộc để xử lý. Các bác vào cuộc để xử lý những con người như Đinh Lan này, để cho mạng xã hội, để cho yên ổn đi, để cho những người tốt người ta làm từ thiện. Chứ những có những con người này tấn công mà đeo bám mà thật sự vu khống doanh nghiệp, tấn công doanh nghiệp thì sẽ rất là nhiều người bức xúc. Và đây cũng là một số những cái thông tin mà ngày hôm nay em muốn cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy hay, nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em. Và xin mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.